Chào cả nhà. Hôm nay đến hẹn lại lên tiếp nha. Lời đầu tiên thì chúc những bà mẹ dễ thương, đáng yêu, đáng kính trên toàn thế giới được vui, khỏe, hạnh phúc và bình an bên con cháu ha, bên người thân ha. Đó. Thì sau đây là mình chia sẻ với cả nhà đó. Những cái loài hoa tím mình vô tình mình thấy được và không bỏ lỡ cơ hội không có bỏ lỡ cơ hội mà để quay lên. Mình biết là quay không đẹp nhưng mà cái sở thích của mình có nhiều thì là bấy nhiêu nó có gì không như ý thì xin cả nhà hỷ xả cho nha. Như có nhiều lần mình hay nói là mình lồng tiếng lại đó thì mình không có sắp xếp, không có sắp đặt cái gì hết. Thì tùy ngẫu hứng, tùy những cái câu chuyện mà để mình nói lên thôi. Nhớ cái nào thì nói cái nấy, chia sẻ cái nấy. Cho nên có cái gì mà sơ sót đó, hỷ xả nha cả nhà. Đây là những cái loài hoa tím mà mình nhìn thấy đó. Cũng nói nữa ha, dai, nó dai mà cứ hay nhắc lại. Cái hoa này á, hoa tím này nó rất là đẹp luôn. Nhưng mà mình không biết tên, cũng cái này nữa ha. Cái lỗi của mình là cái lỗi không biết tên. Rồi thấy đẹp thì quay lên thôi. Cái hoa tím thì nó tượng trưng cho cái sự thủy chung. Đó. Rồi nó tượng trưng cho nhiều cái lắm. Thì tùy theo sở thích của mọi người. Thì người thích hoa tím, người thích hoa vàng, đỏ, xanh, trắng gì đó. Nhưng mà nói tóm lại, hoa gì mình cũng thích hết á, màu gì mình cũng thích hết á, tham lam lắm. Thấy màu nào đẹp thì cứ quay lên, không có kén chọn. Miễn hoa đẹp là mình ngắt cả ngụm luôn. Đùa cho vui vui ha. Thì nhìn cái những cái loài hoa như vậy đó thì đột nhiên mình cứ nhớ một cái loài hoa đó cũng là loài hoa tím, có cái tên rất là dễ thương như là xin đừng quên tôi ha. Cái loài hoa đó thì nó gợi cho mình nhớ không cần biết, là chẳng hạn như đại khái ngày mai là chủ nhật, là ngày lễ của mẹ, thì phận làm con cháu ai cũng nhớ đến cái lễ này ha. Không phải là đợi tới cái ngày lễ mình phải nhớ mẹ, lúc nào cũng nhớ mẹ hay, nhưng mà ở nước ngoài thì họ có những cái lễ rất là hay. Nhiều khi con cháu bận rộn lo làm công việc, biết là kế bên mình lúc nào cũng có người mẹ săn sóc. Thì quên quên là mẹ tôi đây, những cái câu thăm hỏi yêu thương họ quên hẳn đi. Thì cái ngày lễ này đó thì ở Mỹ, nước khác thì mình không biết, những cái hoa đó họ bán quá chừng luôn, bán đến nỗi mà gọi là không đủ hoa luôn đó. Cái ngày này á, là cái họ hốt bạc về bán hoa ha. Bán những cái đó hoa tặng mẹ chứ không phải là bán hoa cái nghĩa bóng nha. Cho nên thêm một lần nữa chúc những bà mẹ toàn thế giới luôn hạnh phúc yêu thương bên người thân ha. Vai hàng chia sẻ với cả nhà những cái loài hoa tím. Chúc tất cả bà mẹ trên toàn thế giới vui vẻ nha.